Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua anh hỏi em uống gì không. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi là người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao nhanh dữ vậy? À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi là người yêu anh nha. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là em như là ô sin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Và bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Chào hai anh chị. Chào tất cả các bạn xem đài. Em là Nguyễn Huỳnh. Em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Dạ. Nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi, hiện tại em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và em đến từ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế, nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó, cho nên nhìn rất là trắng, nõn nà. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy con bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy đồ không à. Dàn gió mới đó chị. Kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu có trả lời đâu. Không thể trả lời. Mình luôn. Em nói chuyện mình vậy. Trời. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì, rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười, rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Dạ. Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài mashup này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Dạ. Đúng không? Dạ. Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Dạ. Em muốn rụng tim. Rụng tim không? Anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát cái này, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó. Rồi rồi bây giờ sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời?
trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua, anh hỏi em uống gì không. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi là người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao nhanh như vậy? Em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi là người yêu anh nha. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng xét khi mà đúng gặp chúng người á, gặp chúng người. Cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn hơn. Duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm thiệt. Bây giờ cho phép nói rồi nói luôn. Nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi mà cũng không có giàu có gì vậy đó, nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh, là cua là chúng, cua là chúng à. Ừ. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta, em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta, em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc em đó không. Em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung, rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen được. Là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á, thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em mới bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong, như tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ. Đó. Lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc tiếng đồng nào? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng cái tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn hả? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng nữa hả? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn. Em ngồi em đợi ổng. Ông hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới. Gọi điện cho em kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra xong rồi đi chơi, nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm, sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định, cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm. Khuyên bé thôi quen này không tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi. Thì quen nhau cũng hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá, hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không, em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em, vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi, sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Đó tôi biết quá mà. Nhưng trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi thì này là phải cố gắng, không được biết, không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giải câm giải điếc luôn. Ghê. Nó không phải là mùng 1 hay là 30 Tết á, chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm lận. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. 2 năm.
Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải, dạ, ông tự tự hào. Không, dạ, phải đúng. Chị, tại vì trước đó là bé này, vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm. Lý do sao chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Moment tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền. Xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là xong rồi về bắt đầu mình giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ, đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó, bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi. Người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ đó, bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông ở dơ à? Ông mắc cười không quá. Không ở dơ đâu. Đàn à, ông á, là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bừa bộn nè, bê bối nè, cậu thả nè. Rồi vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không nhiều rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mà như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về nó thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và phải cho chị, ở dơ sống lâu chị ơi. Thì đó thấy chưa, khi nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi. Xạo. Tắm rồi sao không thấy áo quần? Ờ. Mặc lại, trời ơi trời. Trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Ví dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5 giờ rưỡi. Anh lên anh chở em nha, 6 rưỡi gọi điện. Ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ trời luôn. Ơi, quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi, chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là em như là ô sin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Ừ, đi theo lụm có khi mất luôn. Dạ. Vợ mà còn quên nữa cũng không chỉ đồ. Rồi có nóng tính không nè, có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà nhưng mà khi đụng chuyện vô là rất là dạ, nóng tính. Rất là cọc. Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm. Không hay làm đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á. Trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Ôi, trời ơi trời. Tại bàn phím em mua, tại vì em là xài là em hay là dân chơi game. Cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em dẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Chẳng đây kể tật xấu của cô ấy không đi. Đúng rồi. Đó im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? À, giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Đó. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bà chê. Thì luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay ông hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sát. À, mà cứ phải nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là góp ý không đúng lúc, đúng thời điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi chồng mắc hay quá, mới giọng chồng ngọt ngào á. Mà anh ơi, hình như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Đó. Dạ.
thế chưa, em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Trời ơi, ví dụ chị Vân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn, cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế là hết luôn hả? Không có hung nữa hả? Không lãng mạn, không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt, ngày xưa hả, em lúc nào em cũng bắt đầu suy nghĩ nha, lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ, nổi da gà chị. Bị nổi da gà thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha, trời hôm nay mua gì vậy, tốn tiền, không mặc, mua hai cái đầm không mặc, trời riết nóng luôn, lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính nghe nóng mà, thấy hai vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó trong những cái điều mà em kể ra. Cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá riết. Tức là anh đó, khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở giờ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Cái kể cho nghe mới, giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, cũng mình khen cái đó. Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi. Có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia, nó để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng vậy, em có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà, là đó, cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền thì luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số, mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được, tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó. Mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình. Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè. Bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút, hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn, thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi, vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok hiểu. Rồi, coi như đây là kinh nghiệm liền, kỷ niệm, kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của chị Vân vừa chia sẻ, anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống đường ngày, và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui. Cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Các em đồng danh vũ trào hóa tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhạc. Ai chào hai em. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì, giỏng giạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện nè, đúng không? Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. Cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. Tổ chức sự kiện xong không có MC lỏng nhào lên là MC luôn. Dạ đúng ạ, em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên, người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá, ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là
đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không dính liếu tình cảm quá đặc biệt là luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ. Thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh. Cách nhau một cây cầu Cần Thơ là xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung ghế luôn. Hên hên sao á, tao ngồi gần nhau thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em nói nhiều quá, em nói nhiều quá nghe. Em ơi em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ, thành ra em bị lầy lội mà em không biết. Tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà không hề biết. Đúng rồi. Vậy em nói cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà bằng, nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò sáng tới mò tiếp. Em ơi anh có thể ăn trưa cùng em không? Tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết cái đâu mà ăn trưa? Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... Ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày. Quê là gì có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa, mà dê mà dê đạo lộ luôn. Thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng rồi. Không, em ngủ, em giả bộ ngủ chứ em không hề buồn ngủ. Rồi dựa vô cái là thô ra. Trời ơi kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè, ghê thiệt luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ mời đúng cà phê liền luôn. Mà ngủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ nó có mấy loại cà phê mà, cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum, cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà làm rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tum. Mà em có biết cái vụ cà phê tum, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ địa điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo. Chạy theo sao mà hai xe có đầu cái xe. Rồi xong rồi tiêu rồi, xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này rồi. Rồi sao cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tôi mà cũng vô mà có vô không gọi là gì là có thích em có vô có kéo màn không, mà kiểu dối lòng thôi thì phải thích thì ta vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Ổng vô ổng kéo màn hại nửa phần nữa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phần nữa thôi cũng biết khôn cái phần nữa thôi. Biết khôn á, em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào, chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước rồi ra rồi cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Như là anh rất là thiếu tình cảm. Thì vậy luôn chị. Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Không giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số lắp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ, nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Còn bên này có động lòng không? Nghe phải động chứ. Rồi, yêu bằng tay mà em nói sao vậy? Sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại. Tới đây lúc đầu là cái em nắm vậy. Em cũng giật lại. Giật hả? Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu, đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Sao vậy? Chạy luôn. Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không tha về đúng không? Dạ dạ. Ờ, nhưng mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là xui do cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, tao có lưu em xuống. Em thì đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều.
Cái này là bây giờ mới nói chứ sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Hết tao thả là thả. Thả giúp chỗ nào chụp đó cũng cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Em sợ ế luôn á. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, nó sấn rồi đó. Thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy, anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Không quan tâm luôn, bỏ qua mà đúng không. Cái đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn, bây giờ là cũng chuẩn bị bước qua rồi, được rồi, chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó đó, thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi, em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Nói, ai ở đâu trời, sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Nói trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói dạ rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà. Khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. Nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng mạn nhiều không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý, cảm thấy gần gũi. Dạ. Sau một quý tháng, một hơi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi, nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi, đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô tròi. Dạ. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại giữ. Tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó cái tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. Dạ. Nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Cảm giác vậy vui nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Rồi còn nói nhiều không? Cái bữa tối không nói. Cái bữa mà tắt đèn là không nói. Là hành động. Chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn mà tới giờ này thì em sáng cũng đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi, đúng là rồi. Tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn. Nói nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ sẵn hay kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Mới nhiều nè. Kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ đâu, là sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân, còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt đó, lau sạch mà sẽ. Ai đó. Lau ai là ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không, ảnh không có đâu, dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á, tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, thì em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi, con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ, nói chung là em như con, nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á, hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói làm sao mà để ông dạ, đi mà. Nói ba ơi, có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho nên là ba đặt sân hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu mà. Cũng thành thói quen á. Dạ. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không đang không. Ổng á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em. Mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi không chứ. Không lẽ ghen với học sinh.
mà mầm non thì bởi vì không, em mới nói đó, em ghen với phụ huynh của học sinh đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi, bố đi rước không à. Ê, đụng chạm nghe đó. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó, tôi là cởi cái sơ mi này ra là về tôi đi rước con tôi không đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à, không rước ở đầu đứng. Mình nói đây em, con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi con? Dạ, em ba tuổi. Ba tuổi rồi. Dạ cứ vô sao? Kiểu là đứng đồ nói chuyện, nói chuyện con, với cô nói cứ nói như là phụ huynh á, trao đổi với dạ cô trao đổi rồi con nó làm sao sao á. Thì em ghen, em ghen. Vô gì cái khúc đó đó sao? Tôi ghen, em ghen thì cái biểu hiện mặt mũi mình sao, cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ rồi về là em im luôn. Có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm, tại vì em không giận là em nói đúng, mà em im giận là im, là em im là nó ủa gì vậy sao vậy sao vậy. Tại vì em im là em giận. Mắt, giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa, đứng sau lưng dạ. Ông phụ huynh, đứng sau lưng ông phụ huynh nha. Nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng rồi. Dạ. Vậy hả? Mà không biết cái con nhiều vậy nó ghen. Còn về quê á, về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho. Anh đi. Sợ mấy ông ghen. Bán thịt heo á. À, dạ, giống như là thả hổ, thả hổ về gừng vậy đó. À, sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy ông? Em không biết luôn, mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Đó kỳ, em không biết là cái máu nó là cái máu hay sao á. Mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường, mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường, nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì thế, ăn vô máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em. Rồi nhìn mặt vợ em mất công, nó nhìn mình bằng đôi mắt mang nhìn hình viên đạn. Mình đi hoặc là nhìn chị nè đó. em ơi mà không biết sao mấy cái này có thuốc chữa không nè, cái có thuốc gì không chứ, mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị mệt máu rồi đúng không? Dạ bị mệt. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà? Dạ không, thì vợ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là cái ghen vu vơ phong trong và ghen tưởng tượng em à, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá, là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ, không từ giữ lúc vợ cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ. Bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu, sợ xe cộ, đến xe cộ nó hai không biết đi không, chơi. Không, trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó, không thiệt. Cái đó là thật sự luôn, em điện làm đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu là đầu nhắn tin liền, em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn, chưa thay độ là chết. Đứng bên ngoài. Cái coi thấy coi tin có cái xe đó không? Em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la âm sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng. Sợ, em sợ thiệt mà. Sợ cái miệng nào ổng. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu. Chứ lại sợ bị la nữa. Ê, mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao mình. Chửi bên ngoài á. Chửi với lộn á, gây lộn với phụ nữ. Không bao giờ có con trai đùa. À, em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận. Cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không? Cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đã dạ. Chứ anh Út Thuận còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không? Hả? Còn tật xấu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có không nhiều còn thôi. Gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh là quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh. Đó bây giờ mà em phải khui chứ. Ừ. Có nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè? Có nghĩa là em nói cái đó rồi, một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn. Không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ. Đó thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không máy con mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó.
đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ hay là sao, hay là ý là cố tình, ý là cố tình chống đối đó. Có nghĩa không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm, mày làm gì tao đó. Em vậy mới thắc mắc như vậy thôi, im lặng trong sự chống đối. Dạ thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng góp không? Ý cho nên là chồng nổi điên chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không, cho nên bà mới bực? Dạ có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả cũng đang bấm điện thoại thì nói cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Bị ghiền điện thoại đó. Bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được, tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà, em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó, mấy phụ huynh đồ tăng hay đặt hàng rồi đó, cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè, hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mở. Nhưng mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mới 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy được xong thì... này anh cho em đứa nhé. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi đó. Cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ 9 tháng anh. Tháng giêng à. Đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm giùm cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa, để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, là phải nghe ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó là hay quên đó. Dạ. Dạ. Tật hay quên. Dạ, nữa đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. Dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê với lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh. À, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Thực sự em thấy em ghen em mệt không?
mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ đâu nè, ghen mà... cái đầu nó quay nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mà chị thấy ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ sợ không hề. Chị nói em á, bây giờ á hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường, mà xu thế là mấy cái cô gái á mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Dạ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen, trời em kèo trên mà sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị hôm là ngày không tin gì đi chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc, tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ, mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng. Dạ. Rồi trời ơi, chứ tự nhiên xong này về em lật kèo lại, lật kèo lại chứ không chị. Ghen nữa, lật kèo lại đi đi em. Dạ. Thoải mái đi, cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai con gái rồi, trai rồi, trai rồi, một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Dạ. Trời ơi, hiểu không, là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Nói chuyện bây giờ mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa, trời ơi giờ mà công trường người ta mất xã hội đó thì nghe. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi thôi. Sao được, mỗi nhà nữa, mỗi cảnh mà. Nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Ông nội này ông đi không? Vậy là anh, tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một người. Dạ. Nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, là, đó. Đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng. Dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, thay đổi nha, nhớ nha. Chúc cho hai em luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng. Coi như là hôm nay là quà sinh nhật. Trâu... trâu nữ. Trâu vàng. Và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn ạ. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Dạ. Nè, tối nay tặng một con người. Dạ. Nhớ nghe. Hành nhớ động nghe. Đi em. Hành em động. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 8 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn, là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay thì ngày hôm nay em cũng đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới nay nha, tới nay nha. Dạ, tới nay ạ. Cho nghe nha. Dạ, dạ, rồi, happy birthday dạ, em dạ, nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm yến ăn vô, lấy dưỡng sức. Chứ tối nay là dễ sợ lắm đó. Rồi, dạ. Chút nữa chúng ta gặp lại nhau. Dạ. Nghe.